quý vị, nhu cầu giao nhận hàng hóa thiết yếu là rất lớn trong những ngày giãn cách xã hội. Vì thế, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xem xét xây dựng một quy trình để cấp mã thẻ nhận diện cho các phương tiện shipper hoạt động theo danh sách đề nghị của Sở Công Thương. Và theo chia sẻ từ phía Sở Công Thương Hà Nội, đến thời điểm hiện tại thì đã có khoảng hơn 1.100 đối tác tài xế hai bánh của các sàn thương mại điện tử nộp thông tin đăng ký. Hoàn toàn là không có sự hạn chế, vì tất cả những cái đối tượng mà nhân viên giao nhận vận chuyển của các cái hệ thống thương mại điện tử thì đều được phép tham gia vận chuyển. Do đó là căn cứ vào cái số lượng nhân viên hiện đang lao động tại các cái hệ thống bán hàng thương mại điện tử đó thì các doanh nghiệp lập danh sách và Sở Công Thương sẽ tổng hợp gửi Sở Giao thông rà duyệt một lần cuối và cấp cái mã cho nhân viên được phép. Chúng tôi kiểm tra mà phát hiện sai thì doanh nghiệp đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như là trước cơ quan quản lý nhà nước. Các doanh nghiệp như Grab, Gojek cũng kiến nghị được cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ giao hàng hóa và cam kết quản lý, định danh từng tài xế. Các đối tác tài xế cũng như vận chuyển hàng hóa thiết yếu hay còn gọi là shipper của sàn thương mại điện tử hoạt động trở lại đều hết sức cần thiết và mang tính cấp bách. Trên ứng dụng Gojek của chúng tôi thì có phải hàng ngày phải tiến hành đăng nhập nhận diện bằng khuôn mặt, họ có đầy đủ họ tên, hình chụp mặt của tài xế, cũng như là trên đấy chúng tôi cũng cung cấp giấy thông hành với bao gồm đầy đủ các chi tiết liên quan đến chứng minh thư của tài xế ngay trên ứng dụng để xác minh, và cơ quan chính quyền có thể kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân này của các đối tác tài xế. Theo đại diện Sở Công Thương, hoạt động mua bán online và đặc biệt là sàn thương mại điện tử hiện nay chiếm từ 7 đến 8% doanh thu hoạt động kinh doanh bán lẻ trên địa bàn. Tuy không quá lớn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối hàng hóa bên cạnh các kênh truyền thống, nhất là trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc như hiện nay. Dự kiến sau khi Sở Công Thương thống kê số lượng shipper đăng ký thì sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất.